Hello mọi người, ở đây có ai là fan của các món lòng không nè? Sáng hôm nay hai vợ chồng mình đi chợ sớm, thấy có lòng ngon quá nên mua về để luộc chấm nước mắm ăn nha. Mình đi sớm nên mua được lòng non rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế lòng nha mọi người. Đối với các loại nội tạng, mình nên làm thật kỹ để ăn ngon miệng hơn nha. Sau khi tuốt sơ lòng bằng trái tắc, mình sẽ qua khâu massage nha. Lúc này là lòng sạch sẽ rồi nè, chuẩn bị đem qua luộc thôi. Để luộc lòng cho được ngon, mình sẽ cho thêm vài lát đường sắt vào nha. Đây mọi người thấy lòng trắng tinh nõn nà không? Hấp dẫn không nè. Mình luộc lòng khoảng 20 phút là lòng chín nha mọi người. Đừng luộc lâu quá nó sẽ dai. Đó. Hôm nay vợ mình lựa được mấy đoạn lòng có đầu lòng ngon lắm, ăn nó giòn sực sực luôn đó. Rồi đó, sau khi lòng chín mình sẽ gấp ra để ráo nha, để cho nguội khoảng một xíu ăn mới ngon nha mọi người. Rồi xong rồi mọi người thưởng thức với mình nha. Đó, lòng non trong ruột vẫn còn bột nha mọi người. Bây giờ để mình lấy kéo cắt một cái chấm nước mắm nha. Món này ăn lâu lâu mới ngon thôi chứ đừng ăn thường xuyên nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ đã xanh sức đẹp, mẹ dạy con chấm hai chị em, bé bị to, bán bị nhỏ, trẻ